Thời điểm này, dịch sốt xuất huyết có chiều hướng thuyên giảm, nhưng vẫn rải rác ghi nhận các ca có dấu hiệu cảnh báo biến chứng. Bệnh nhi 12 tháng tuổi này bị ho, sổ mũi hơn một tuần, nhưng điều trị ở nhà không khỏi. Sau đó, cháu đột ngột chuyển sốt cao, dùng thuốc hạ sốt hiệu quả chậm. Lo lắng cho sức khỏe của con, gia đình đã đưa tới bệnh viện thăm khám. Tại đây, các bác sĩ cho biết trẻ mắc cúm A bắt đầu xuất hiện tình trạng viêm phế quản. Hiện tại thì bé vẫn đang sốt 39 gần 40 độ C. Chẩn đoán là bị cúm A, dương tính với cúm A. Do là có thể là tiếp xúc với người từng bị cúm. Thời điểm này, khoa nhi bệnh viện Thanh Nhàn, thành phố Hà Nội trung bình một ngày tiếp nhận từ 10 tới 20 ca nhập viện điều trị liên quan đến cúm và biến chứng do cúm. Biểu hiện của cúm A trong những ngày đầu tiên nó sẽ lục sốt cao liên tục đưa 39-40 độ. Uống hạ sốt rồi có thể lại bị sốt lại liên tục như vậy. Nó sẽ không cắt được cái sốt trong những ngày đầu tiên. Kèm theo là ho, sổ mũi rất là nhiều. Thì bạn ấy vào ngoài cái cúm A ra thì con đã có các biến chứng của cái viêm phế quản phổi. Của cái tình trạng đấy là cái biến chứng nặng của cúm A. Hiện tại bạn ấy chưa có suy hấp gì cả. Nhưng mà tình trạng này khá là nặng. Không chỉ trẻ nhỏ mắc cúm, khoa nội tổng hợp bệnh viện Thanh Nhàn cũng ghi nhận những ca mắc cúm trên nền bệnh mãn tính. Bác sĩ chẩn đoán coi như là bị cúm ảnh hưởng đến tôi ở nhà tôi 5-6 ngày tôi cứ sốt, tôi cũng gan thôi, tôi đi đâu. Vâng. Thế là bây giờ đến đây nặng quá đây. Thường các cái dấu hiệu của cúm thì sẽ là các dấu hiệu của viêm long đường hô hấp trên, như bệnh nhân sẽ ngạt mũi, chảy nước mũi, đau đầu, đau mỏi người và nó sẽ bị lẫn với rất nhiều bệnh. Và chúng ta cũng biết rằng là cũng có một tỷ lệ rất là cao tất cả những trường hợp nhiễm virus hoặc là cúm là có thể tự khỏi, không cần điều trị mà chỉ là giữ ấm này, giữ vệ sinh, tăng cường dinh dưỡng và giữ một môi trường trong lành, trong sạch. Tuy nhiên rằng nếu như mà ở những bệnh nhân bệnh mãn tính, những bệnh nhân cao tuổi, những phụ nữ có thai và trẻ em, tức là khi cái sức đề kháng giảm thì rất có thể là sẽ có viêm nhiễm đường hô hấp dưới và đặc biệt là viêm phổi. Trên những bệnh nhân này thì có thể diễn tiến rất là nhanh, thậm chí viêm phổi ARDS là thậm chí có thể dẫn đến diễn biến nặng suy hô hấp và nguy cơ tử vong. Biến chứng của cúm A là viêm phế quản, viêm phổi, suy hô hấp. Trường hợp bệnh nhi 23 tháng tuổi này là như vậy. Nhập viện điều trị 4 ngày trong tình trạng sốt cao và được chẩn đoán cúm A. Đến nay cháu đã cắt sốt và đỡ quấy khóc hơn. Triệu chứng thở hơi khó, ho nhiều, mũi. Và đây khám bác sĩ chẩn đoán như sao? Bác sĩ chẩn đoán vừa viêm phổi, vừa cúm A, vừa suy hô hấp. Đến thời điểm này thì vẫn ghi nhận rất là nhiều trường hợp mà mắc cúm và sốt xuất huyết, thì cái dịch của năm nay thì nó sẽ diễn biến mình cảm thấy là nó diễn biến kéo dài hơn và lâu hơn, cũng như là có những cái biến động phức tạp hơn so với các cái năm khác. Nhất là cái tần suất trẻ nhập viện rất là nhiều, thứ hai là cái tỷ lệ biến chứng cũng tương đối là cao. Cúm mùa truyền nhiễm rất nhanh, có thể mắc ở tất cả các lứa tuổi. Đa số các trường hợp mắc cúm sẽ tự khỏi với các triệu chứng như nhức đầu, đau cơ, sổ mũi hay đau họng. Tuy nhiên cúm A có thể gây ra biến chứng suy hô hấp nặng. Cùng với cúm A, thời điểm này cũng rải rác ghi nhận những ca bệnh sốt xuất huyết. Đây là hai bệnh có triệu chứng ban đầu không có nguy hiểm, thế nhưng nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời thì biến chứng của nó rất nguy hiểm. Cháu bị co giật. Vào đây thì bác sĩ xét nghiệm chẩn đoán là cháu bị sốt xuất huyết. Cao không biết gì thôi, chứ còn không có triệu chứng gì. Đấy, thế buổi đêm thế là người nhà cho vào cấp cứu luôn. Là bác sĩ lấy máu thì kết luận là bị cúm A. Thế là nằm viện 4 hôm nay rồi. Cái nguy cơ mà do cúm, ví dụ viêm phổi nặng do virus và hoặc là các bụi nhiễm như là viêm phổi, rồi suy hấp do cúm. Bên cạnh cúm thì cũng không thể lơ là được cái việc là những cái dịch sốt huyết thì vẫn đang lưu hành, cái bệnh sốt huyết này vẫn đang lưu hành. Đó thì và người bệnh thì cũng không được chủ quan vì điều trị ở nhà mà nên phải đến khám tại các cơ sở y tế để được xét nghiệm và được tư vấn của bác sĩ chuyên khoa. Theo thống kê, trong 10 năm gần đây, mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng từ 1 tới 1,8 triệu trường hợp mắc cúm. Để chủ động phòng bệnh, người dân nên tiêm vaccine phòng cúm, giữ ấm cơ thể, đeo khẩu trang khi ra đường.